Tiền đạo thủ quân Messi góp một bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2022, khu vực Nam Mỹ. Sở hữu 35 điểm sau 15 trận đầu vòng loại World Cup, hơn 14 điểm so với đội đứng thứ 5 Peru, Argentina sớm giành vé đến Qatar. Dù vậy, họ vẫn tung đội hình mạnh nhất. Messi chơi hỗ trợ hai tiền đạo Joaquin Cozer và Nicolas Gonzalez. Ở tuyến giữa, tiền vệ ngôi sao của Atletico Madrid, Jordi Godebao chia sẻ quyền kiểm soát với Lanzo Bazedet và Alexis Mac On Litter. Trong vai trò của một nhạc trưởng, Messi khuấy động phần sân Venezuela ngay từ đầu trận, với nhiều pha bóng lắt léo, thoát rét xin và phân phối bóng cho đồng đội tiếp cận khung thành đội khách. Joaquin suýt mở tỷ số từ một đường chọc khe của Messi khi thoát xuống chống chảy và sút trúng thủ môn Quique Fazinet. Bản thân Messi cũng một lần đột phá qua ba cầu thủ nhưng sút trúng chân hậu vệ Zidane Macao. Trước sức ép đó, Venezuela gần như phải lùi toàn bộ đội hình về phòng ngự. Đội cuối bảng chỉ giành được 27% thời gian kiểm soát bóng và tung 3 cú dứt điểm so với 16 của Argentina. Trước trận này, Venezuela vẫn yên vị ở vị trí bét bảng với 10 điểm qua 16 trận và từ lâu đã không còn mục tiêu gì ở vòng loại. Đến phút 34, lưới của đội khách cũng tung lên. Debao tạt chìm từ cánh phải cho Nicolas Gonzalez đệm bóng cận thành. Các pha tấn công của Argentina biến hóa hơn sau khi Di Maria vào sân phút 70. Tiền đạo cánh của PSG thường xuyên có những pha bứt tốc lắt léo bỏ lại hàng thủ Venezuela. Phút 79, sau khi nhận đường truyền dài của Debao, Di Maria xâm nhập trung lộ rồi lốp bóng nâng tỷ số lên 2-0. 3 phút sau, Argentina phối hợp đẹp mắt ấn định chiến thắng. Pha bóng do chính Messi phát động bằng đường truyền nhanh sang phải cho Di Maria. Sau khi vườn bóng, Di Maria truyền bổng vào giữa vòng cấm, cho Messi đỡ ngực vô lê bằng chân phải không thuận ghi bàn. Đây là bàn thứ 81 của tiền đạo 34 tuổi cho Argentina. Anh tiếp tục củng cố kỷ lục, đồng thời tạo khoảng cách lớn so với cầu thủ xếp thứ 2 Gabriel Batistuta, 54 bàn và Sergio Aguero 41. Sau chiến thắng này, Argentina tiếp tục xếp thứ 2 với 38 điểm. Brazil đang dẫn đầu với 42 điểm sau 16 trận. Brazil và Argentina đều chơi ít hơn các đội khác một trận, do cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội hồi tháng 9 năm 2021 bị hủy. Vòng loại khu vực Nam Mỹ đã xác định được 4 đội giành vé trực tiếp đến Qatar, gồm Brazil, Argentina, Ecuador và Uruguay. Vị trí thứ 5 và cơ hội tranh vé vẫn đang là mục tiêu tranh chấp của Peru, Colombia và Chile. Ở lượt cuối, Peru tiếp Paraguay, Chile tiếp Uruguay và Colombia làm khách trên sân Venezuela.